Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói về các bạn cái thuyết minh báo cáo tài chính mà nhiều bạn hay bỏ qua. Thứ nhất là không hiểu cách lập cũng như là ý nghĩa của nó. Được chưa bạn? Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn để các bạn rõ ý nghĩa của thuyết minh báo cáo tài chính là gì cũng như là cách lập. Được không? Thì về mặt thuyết minh báo cáo tài chính á là nó không có một cái mẫu chuẩn nào hết. Tức là nó không có giống như là bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Ba cái mẫu đó thì công ty nào cũng giống nhau. Còn cái thuyết minh báo cáo tài chính đây nè, thì mỗi công ty á, cái cách lập, cái cách trình bày form mẫu biểu nó sẽ khác nhau. Nhưng nó phải đảm bảo một cái vấn đề là thuyết minh mà. Mình nghe cái từ thuyết minh thôi là sao? Là phải càng chi tiết càng tốt. Thuyết minh tức là nó thuyết minh chi tiết số liệu cho ba cái báo cáo này. Đây, các bạn nhìn bảng cân đối kế toán các bạn thấy cột thuyết minh không? Nhìn kết quả kinh doanh cũng có thấy cột thuyết minh không? Và nhìn lưu chuyển tiền tệ có thấy cột thuyết minh không? Tức là nó thuyết minh chi tiết số liệu số cuối năm và số đầu năm cho ba bảng cái báo cáo này. Càng chi tiết thì càng tốt. Rồi rõ chưa? Chứ nó không có một cái mẫu chuẩn nào hết. Rồi đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nè, thuyết minh là nó thuyết minh và nó giải thích chi tiết số liệu trong ba cái báo cáo này. Được chưa bạn? Đây, ví dụ như chúng ta có cái bảng cân đối kế toán của Vinamilk năm 2016. Đây các bạn. Đây được chưa? Ví dụ như nó ghi tiền và tương đương tiền nè. Đó, nó ghi số cuối năm và số đầu năm là 655 tỷ lại 1.358 tỷ nè. Các bạn muốn biết chi tiết nó là cái gì thì phải xem cái thuyết minh ở cái dòng số 5, ở cái mục số 5. Tôi mở ra cho bạn xem nha. Nó có đúng vậy hay không? Được chưa? Mở ra cái báo cáo thuyết minh ở cái mục số 5. Đây, mục số 5 nữa các bạn. Đây là mục số 5. Đây, 655 với lại 1.300 nè. Đây, nó chi tiết ra nè. Đó các bạn thấy không? 655 nè, là nó chi tiết ra gồm 4 cái mục đây. Rồi, vậy được chưa? Ok không? Rồi, như vậy là nó thuyết minh chi tiết số liệu trong ba cái báo cáo đó. Đôi lúc thì các bạn nên nhớ nè, về mặt nguyên tắc thuyết minh nè. Thì trên này cột nào có số liệu là phải thuyết minh. Đó là về mặt nguyên tắc nó là như vậy. Trên này chỗ nào có số liệu là phải thuyết minh. Được chưa? Có những cái là nó quá rõ ràng thì không phải thuyết minh. Ví dụ như đây mà ghi là thuế giá trị tăng được khấu trừ 100 triệu nè. Đúng không? Thì về mặt nguyên tắc là chỗ này có số liệu là phải thuyết minh. Đó là về mặt nguyên tắc. Nhưng mà thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thì ai cũng hiểu hết. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ tức là công ty sẽ lấy cái phần tiền thuế này trừ vào cái tiền VAT của tháng sau để mà làm sao giảm đi cái số thuế giá trị gia tăng phải nộp của cái tháng đó. Như vậy các bạn mà muốn đọc được báo cáo tài chính này thì các bạn phải là một người hiểu về kế toán và hiểu về thuế thì mới đọc được. Nên ngay chỗ này thì nó quá rõ ràng rồi nên người ta không có thuyết minh. Tức là mặc định là cái người mà đọc được báo cáo tài chính này thì người đó phải hiểu về thuế và kế toán. Được chưa? Nên ngay chỗ này người ta không có thuyết minh. Thuyết minh đâu giải quyết được cái gì đâu. Hiểu không? Nhưng mà về mặt nguyên tắc, chỗ này chỗ nào có số liệu là phải thuyết minh. Rồi vậy được chưa? Ví dụ cái chỗ này là đó, Vinamilk. Ví dụ chỗ này các bạn ghi là 10 tỷ thì các bạn muốn thuyết minh chi tiết thì các bạn giống như Vinamilk nè, thì nó thuyết minh ở đây một số năm. Thì sau khi các bạn thuyết minh xong cái một số năm này nè, các bạn ghi lại chỗ số năm này. Đó, vậy được chưa? Tức là muốn biết chi tiết cái này, muốn biết chi tiết cái này thì hãy xem cái mục số 5. Muốn biết chi tiết cái này thì hãy xem ở phần thuyết minh ở cái mục số 5. Rồi các bạn rõ chưa?
Ok. Và sau khi thuyết minh xong thì các bạn phải luôn luôn các bạn phải đối chiếu cái này. Mình thuyết minh chi tiết cho bạn cân đối kế toán mà. Thì ở cái phần thuyết minh á, nó luôn luôn là nó có cái tổng cộng đây nè. Các bạn cộng lại thì cái số cộng đây nè 100% nó phải bằng với lại cái số tổng hợp trên bảng cân đối kế toán kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Đó là cái cách mà các bạn làm. Rồi được chưa? Ngoài ra thì những cái thông tin về thuyết minh nó cung cấp thêm những cái thông tin mà trên bảng cân đối kế toán kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ người ta không có ghi. Ví dụ như là bây giờ về cái mà đây tài sản cố định đi, đây nè tài sản cố định nè, thì người ta thuyết minh ví dụ trên bảng cân đối kế toán của mình á thì nó ghi rất là chung chung nè. Mình coi thuyết minh số 10 đúng không, đây thuyết minh số 10 nè, đây bảng cân đối kế toán người ta chỉ ghi nguyên giá và hao mòn thôi, người ta chỉ ghi nguyên giá và hao mòn thôi, được chưa? Còn muốn biết chi tiết trong nguyên giá này gồm cái gì thì các bạn phải xem phần thuyết minh. Đây, nguyên giá nó bao gồm nhà cửa, máy móc và phương tiện nè, được không? Ok. Và ngoài ra nè, các bạn thấy không, trên thuyết minh nó có thêm thông tin này, người ta ghi nè, trong tài sản có định hữu hình tại ngày 31/12/2016 có các tài sản có nguyên giá là bao nhiêu đây tỷ nè, đã khấu hao hết nhưng vẫn đang được sử dụng. Rồi các bạn rõ chưa? Đó, được chưa? Tức là có 1.666 tỷ đã khấu hao hết rồi nhưng mà vẫn còn đang được sử dụng. Như vậy mấy cái thông tin này là nó nằm ở trong phần thuyết minh, được chưa các bạn? Chứ là trên bảng cân đối kế toán này người đâu thấy đâu, được chưa? Ngoài ra ví dụ như là những cái thông tin về lãi suất nè, những cái thông tin về các bạn đi vay ngân hàng thì lãi suất bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ thuyết minh trong cái phần thuyết minh, được chưa? Ví dụ như là trong danh sách khoản công nợ phải thu nè, đó là gồm những ai thì phần thuyết minh nó sẽ thuyết minh ra. Rồi vậy các bạn rõ chưa, rõ phần thuyết minh chưa? Ok. Và cái vấn đề tiếp theo nè là các bạn nhìn trên phần thuyết minh các bạn sẽ biết được cái chính sách kế toán mà công ty trình bày trong bảng cân đối kế toán kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ như thế nào. Đây ví dụ nè các bạn, tức là các bạn nhìn trên phần thuyết minh thì các bạn sẽ biết được cái chính sách kế toán mà công ty đang áp dụng như thế nào. Đây ví dụ như là thuyết minh của Vinamilk nè, Vinamilk ghi là tiền và tương đương tiền, thì tiền và tương đương tiền nó chính là trên bảng cân đối kế toán đúng không các bạn? Đúng không? Đây trên bảng cân đối kế toán nó có một tiền và tương đương tiền nè, đây đúng không? Đây tiền và tương đương tiền, thì cái chính sách kế toán ghi nhận tiền và tương đương tiền của Vinamilk nó áp dụng như thế nào thì các bạn xem cái phần thuyết minh người ta giải thích ra đó, được không? Hay là các khoản đầu tư nè, các khoản đầu tư gồm có chứng khoán nè, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là như thế nào nè, đây chứng khoán nè, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là như thế nào nè, thì người ta sẽ thuyết minh trên đây, tức là người ta diễn đạt ra bằng lời để cho những các bạn là nhà đầu tư các bạn đọc vô để các bạn hiểu được là khi người ta trình bày tiền và tương đương tiền là người ta trình bày cái gì, người ta trình bày chứng khoán kinh doanh là người ta trình bày cái gì. Rồi các bạn rõ chưa? Ok, hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn rõ về ý nghĩa của thuyết minh báo cáo tài chính là gì. Nhắc lại ý nghĩa của thuyết minh báo cáo tài chính nè, là nó trình bày chi tiết số liệu cho 3 báo cáo cân đối kế toán kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Khi chúng ta thuyết minh xong, chúng ta phải đánh lại tham chiếu trên bảng cân đối kế toán kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Đó là ý nghĩa về thuyết minh. Ngoài ra thuyết minh nó còn cung cấp cho ta cái thông tin là nhìn trên thuyết minh chúng ta sẽ biết được những cái chính sách kế toán mà công ty đó nó đang trình bày trong bảng cân đối kế toán kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ như thế nào, nó sẽ diễn đạt bằng lời cho các bạn. Ví dụ người ta ghi tiền và tương đương tiền, tức là nó đang diễn đạt về cái cách trình bày
tiền và tương đương tiền trên bảng cân đối kế toán như thế nào, được không? Ok rồi, rõ chưa? Và ngoài ra thì cái thuyết minh này á, nó cung cấp rất là nhiều những cái thông tin hữu ích khác mà trong ba báo cáo kia nó chưa có trình bày. Thì các bạn đọc thuyết minh các bạn sẽ biết thêm được cái thông tin của công ty. Rồi, được chưa? Như vậy là sau khi lập xong thuyết minh thì 100% các bạn phải làm sao? Các bạn phải làm sao các bạn? Các bạn phải kiểm tra lại đây nè, ở cái dòng tổng cộng nó luôn luôn lại nó bằng cái số tổng cộng trên bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ từng cái mục mà các bạn thuyết minh. Rồi, được chưa? Thuyết minh này nó có rất là nhiều thông tin hữu ích, giống như nãy tôi nói nè. Ví dụ như về mặt tài sản cố định, đúng không? Về mặt tài sản cố định là đó, thấy chưa? Là trên bảng cân đối kế toán nó chỉ trình bày nguyên giá một cục và hao mòn một cục thôi. Các bạn muốn biết chi tiết trong nguyên giá nó gồm những cái gì thì bắt buộc phải đọc thuyết minh. Và ngoài ra thuyết minh nó cung cấp thêm các bạn thông tin là nó kêu là trong cái phần nguyên giá này nè, đó, nó có những cái tài sản nào mà đã hao mòn hết rồi nhưng mà công ty vẫn sử dụng. Thông tin này hữu ích không? Rất hữu ích. Nếu mà đã hao mòn hết rồi mà vẫn còn sử dụng, điều đó chứng tỏ là những năm sau các bạn còn chi phí khấu hao nữa không? Không còn tính chi phí khấu hao nữa, nên lúc này công ty của các bạn lời rất là nhiều. Rồi, được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn trong video tiếp theo. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, cho tôi được like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem nha. Các bạn muốn đăng ký kênh của tôi bằng cách là lên kênh YouTube, các bạn gõ từ khóa là tự học kế toán, tự học kế toán đó, bạn bấm vô. Rồi, nó có rất là nhiều video, các bạn bấm vào các bạn xem. Có một nhà hàng hot trứng đó, bạn xem và bấm vào đăng ký kênh kế bên Tấn Hải Bùi. Thấy hay thì ủng hộ tôi bằng cách bấm nút cảm ơn nè, mua những cái ảnh động ở đây, rồi bấm mua và gửi, được không? Rồi, các bạn muốn mua sách thì vào trang sách kế toán.org, đó, nó có rất là nhiều loại sách ở đây để các bạn mua. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong video tiếp theo nha. Chào tạm biệt.